Gia Chân Nhi và Bido Phan cùng quay lại với Fish for Woman. Và ngày hôm nay thì em còn có nhiều câu hỏi cho anh Bido lắm nha. Ok. Vâng, câu hỏi đầu tiên mà em được rất là nhiều bạn inbox cho em thì câu hỏi này cũng khá là đặc biệt. Tại vì mình làm sao mình phân biệt được cái cách giảm mỡ như thế nào là đúng và giảm cân như thế nào là đúng hả anh? Trước hết, nhiều người vẫn rất là muốn làm sao để mà giảm cân nhanh nhất. Để mà mục tiêu chính của các bạn là gì ạ? Có cái thân hình fit như em, đúng không ạ? Fit, gọn, ốm. Nhưng ở đây trên thực tế, các em sẽ thấy được rằng ví dụ như với một cái người cùng cái cân nặng, yeah, hoặc là em sẽ dễ dàng thấy được rằng là có một bạn nào đó cũng là cân nặng giống như em, nhưng sẽ có hai cái thân hình khác nhau, được không? Cái đơn giản ở trong đây chúng ta sẽ thấy được trong cơ thể của mình thì nó có hai cái cân nặng, đó chính là của cơ cũng như là của mỡ. Nên nếu như trong cơ thể của các bạn với một cái cân nặng đó nhưng mà lượng mỡ nhiều hơn, đồng nghĩa các bạn cũng sẽ nhìn hơi là bụng bỉm một tí xíu. Hoặc cơ lượng nhiều hơn và mỡ ít lại thì các bạn nhìn sẽ săn chắc và gọn nhiều hơn. Ngoài việc tập luyện của mình phải cà kỹ cũng như là hiệu quả cũng như là chính xác những cái động tác nơi mình cần phải tập, cũng như là những cái bài tập với những cái mục tiêu như thế nào. Các bạn tập giảm cardio, giảm cân thì nó sẽ có những cái bài tập riêng. Các bạn tập luyện để mà giữ cơ, giúp cho cơ của mình, xây dựng cơ bắp của mình lại sẽ có những cái bài tập riêng dành cho nó. Và cuối cùng và quan trọng nhất đó chính là về dinh dưỡng. Thì nói về dinh dưỡng thì mình nên ăn và mình nạp cái nguồn năng lượng vô cho mình làm sao để mà nó có thể chuyển hóa, nó vẫn nuôi giữ cái lượng cơ, mà cái cách ăn uống của mình như thế nào vẫn làm cho cơ thể của mình có thể đào thải cái lượng mỡ cứng đầu nhất có thể. Các bạn hãy yên tâm, hãy đừng quên là theo dõi Fish for Woman để có những chia sẻ thật là chi tiết đến cho các bạn nhé. Bido sẽ hướng dẫn cho các bạn hai động tác để các bạn có thể kết hợp tập luyện xoay vòng. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bài đầu tiên đó chính là Mountain Climber. Rồi với động tác các bạn chống tay, đúng không? Vai thẳng trên cổ tay, các bạn kéo đầu gối của mình về sát khuỷu tay, được không ạ? Rồi thực hiện. Rồi đối với động tác này có thể tăng tốc lên với lại Mountain Climber bằng cách các bạn có thể chạy như thế này. Hoppy, một trong những động tác đòi hỏi sự phối hợp của cả cơ thể của mình. Rồi, Yuri, mình thực hiện nè. Chống tay. Rồi, với động tác như thế này, các bạn hạ người thấp của mình xuống, chống tay, bước chân ra, giữ trong thế plank. Mình sẽ quay lại và nhảy lên trên, được không? Để làm cho động tác này trở nên khó hơn và uyển chuyển hơn, mình sẽ thực hiện động tác nhảy. Nhảy ra, nhảy vào và nhảy lên. Ok. Với hai động tác vừa rồi, các bạn thực hiện trong 20 giây đầu một động tác, nghỉ 10 giây, 20 giây sau mình thực hiện lại động tác thứ hai và mình thực hiện tổng cộng cái round đầu tiên đó chính là 4 phút. Sau đó các bạn nghỉ từ 2 đến 3 phút tùy vào thể lực của mỗi bạn. Xong rồi mình sẽ thực hiện 5 vòng giống như vậy. Được rồi. Chúc các bạn có một vòng eo săn chắc.